Chào anh em, hôm nay mình sẽ review mẫu giày rất là hot, rất là nổi tiếng, đó là Balenciaga Check 3.0. Mẫu giày này thì anh em biết rồi, ở chính hãng rất là chát, rất là đắt tiền. Mình nhớ không nhầm trên web của nó là hơn 1.000. Nhưng mà anh em yên tâm là cái giá trên web thì anh em sẽ không thể nào mua nổi, bởi vì các đầu sneaker hit là sẽ ôm hết và bán ra với giá gấp đôi gấp ba, nên là hàng một mùa siêu cấp là một cái lựa chọn mình nghĩ là khá hoàn hảo cho anh em. Ở đôi hàng 11 hôm nay mình sẽ review để cho anh em xem là hàng 11 siêu cấp nó sẽ như thế nào. Nhìn nó rất là dày, rất là khôn nhá. Và một cái đặc điểm mà rất dễ nhận biết của đôi Balenciaga Check hàng 11 siêu cấp với hàng cấp dưới, đó là cái đường bo chạy gót này. Balenciaga Check thì nó rất là đơn giản thôi, nó không phức tạp như những đôi giày khác. Đây, cái đường bo này thì anh em để ý là nó là nhựa trong nhá, nhựa trong giống như kiểu ngọc ấy. Đó, bo từ điểm này đến điểm này là nhựa trong. Đó, còn những đôi khác thì nó không phải là nhựa trong, và các chi tiết gia công thì nó sẽ không đẹp và sắc nét giống như cái đôi một siêu cấp như thế này. Đấy, anh em thấy là hàng một siêu cấp rất là đẹp đúng không ạ? Đẹp không tì vết, không một lỗi lầm gì cả, từ form dáng đến nguyên liệu đến công đoạn gia công, keo chỉ, bất kể những cái gì liên quan đến đôi giày đều là rất chuẩn mực, hoàn toàn không có một lỗi lầm sai lệch gì cả. Đây, tem nhãn bên trong đôi giày đây. Đôi này là size 41 này, EU là 41 này, UK7 này. Đấy, đôi Balenciaga Check này thì anh em chân ví dụ như đi Nike với cả Adidas size 412, chân 42 thì sẽ đi đôi này size 41 anh em nhé, bởi vì form đôi này sẽ rất là to, nó giống như Balenciaga Chip hết, anh em thì sẽ phải lùi một size. Đấy, rất là đẹp. Quay vòng để cho anh em xem đôi Balenciaga Check 3.0 này thì nhìn nó dị dị thế thôi, nhưng mà khi anh em kết hợp với đồ streetwear á thì rất là đẹp, nhìn rất là sang chảnh, nhìn đẹp lắm. Nói chung là dành cho anh em là yêu thích streetwear, underground hay là sneaker đấy. Một đôi giày theo mình cảm nhận là mình cũng nhiều tuổi rồi, nhưng mà khi nhìn đôi giày này mình cũng rất là cảm tình. Đấy là đánh giá khách quan của mình. Đôi giày rất là đẹp. Đôi này là Odin White, tên tiếng Anh của Odin White. Anh em vào search Google ở trang StockX ấy. Đôi này nó sẽ chụp cận cảnh chi tiết đôi này, anh em quan sát thực tế nó sẽ dễ hơn. Còn ở trên trang chủ của Balenciaga thì cái đôi này nó chỉ chụp cái chiều ngang, nó chỉ chụp chiều ngang nên là anh em nhìn nó sẽ không rõ, không thực tế bằng ở trên StockX. StockX là cái trang chuyên bán hàng ao. Rất đẹp. Mình thấy không có điểm nào để mà chê cả. Đó. Rất đẹp. Đôi này thì nó trang bị một bộ dây phụ anh em nhé. Đây, bộ giống như Balenciaga Chip S hay là Balenciaga Speed Trainer thì nó sẽ trang bị một bộ dây phụ với mỗi một đôi giày. Ok, mình xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.